quay. Để quay. Nó giờ là bệnh thiệt luôn chứ. Các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn một cái sticker vô nữa. Cũng khá đơn giản thôi. Không cầu kỳ gì mấy. Mà trước khi mình bắt đầu cái quay hướng dẫn á, thì mình sẽ nói là về Tết thì mình cũng khá mừng rộn nên không có up clip nhiều cho bạn được. Nên các bạn cũng có thể thông cảm ha. Cho nên bây giờ mới làm thôi. Không phải mình lừa gì nhưng mà do bận quá nhiều việc ha. Rồi bắt đầu ha. Thì trước này mình gọi là mình chưa biết tên nó kẹp mình sẽ làm đây. Đấy, trick làm như thế. Thì trick này sẽ bắt đầu từ 1.5. Thì tới đây, trước khi bạn có một điều bạn cần lưu ý khi chuẩn bị vô 1.5 ha. Thì là có cái đây là điều này. Trước tiên cho ném thì bạn sẽ giữ ba con này giữ dây lại thì cái cách này sẽ giúp bạn vô dễ hơn. Đây. Đây khi bạn cầm nắm dậy sẽ vô 1.5 đơn giản hơn nhiều. Đây. Sẽ thấy vô 1.5 đơn giản hơn nhiều hơn. Như vậy và cái chỗ này sẽ giúp bạn phần biến phần này. Chúng năm khi mà như chúng năm rồi và giờ đã giữ ba ngón sợi dây bằng ba ngón này chỉ cần thả. Okay. Khi bạn thả mà khi bạn xe qua đây sẽ thấy có ba sợi dây. Các bạn sẽ dùng ngón tay của bạn đẩy sợi dây mà ngang cái này là cái mặt á, cái lòng tay ngoài của bạn á. Đấy. Đấy. Và bạn nhớ để ý nè. Và dây sẽ đi từ đây qua đây chỗ này nha, để đến chỗ này sẽ giúp bạn dễ dàng đẩy này ra hơn. Đấy. Và bạn sẽ dùng khi bạn đẩy ra bạn sẽ dùng cái sự dao động của video á và đẩy qua đây lên brother như này. Cái giờ hồ quá. Này, lại oopsie. Đây, đẩy và đi còn ở đây. Ok. Bước tiếp theo á là sẽ undercut và sẽ cho vô bạn thấy vô bạn lên. Thấy vô lên. Cái này và chỗ ngón này cắt ngang như thế này. Thấy lên nghe như này nhé. Bước này không khó thôi, đây là bước khó nè. Tiếp theo bạn sẽ chỉnh phần phía đây và thảy vô lên thêm một lần nữa. Và khi lúc mà thảy lên đúng không, bạn sẽ lật cái tay xuống. Khi bạn lật xuống á, bạn thấy bằng phần dây nữa không, sẽ đánh vô đúng không? Vô như này. Đó mình nghĩ đó là bước khó của trick này, đó chính là bằng canh sao thảy lên và whip vào. Thì bạn có thể tập cái này suy nghĩ đến giống như cái này, giống cần canh slinger của video nè. Đây, cái màu xanh giống vậy đó. Thì có một số điều giúp bạn cái phần ngang khúc này. Đó như là bạn sẽ đánh cái sẽ hút video lên và đánh này đến gần tay bạn sẽ gần video. Nó sẽ giúp bạn canh được cái phần. Và cộng thêm là bạn nhớ giữ khoảng cách giữa hai sợi dây này nè. Khoảng cách từ đây đến đây nó
nó vừa đủ để giúp bạn whip vào cho dễ hơn. Và điều lưu ý nữa, nó kiểm tra dây bạn trước khi thực hành này, vì nếu dây quá sẵn thì nó sẽ khiến cho chiếc này khó khăn ha. Ok, giờ đến các bạn đã tới đây rồi, đến lúc bật thu dây thì thu dây cũng dễ, cũng đơn giản thôi. Bạn sẽ đẩy vô này qua và làm cái thu dây kiểu như thế này. Chắc cái thu dây đó các bạn là có thể làm được ha. Đây, bây giờ sẽ làm cái lần nữa. Đấy, đó là trick chào đón năm mới của mình ha. Thì mong bạn sẽ thực hiện được trick này và có thể từ đó làm ra những trick hay hơn. Thì tạm thời mình chỉ có nghĩ ra trick gì hay hơn lắm. Như sao thì mong các bạn sẽ thích video này, thực hiện nó và có thể sáng tạo thêm một trick mới. Và vô mình sẽ sử dụng cho giờ nó chơi là con slasher của something. Trường Rio xin chào và chào đón một năm mới tràn đầy nhiều điều mới mẻ và nhiều thứ hết nữa. Xin chào các bạn.